Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 171 của bộ truyện Tiên Hiệp dài, đặc sắc, độc bộ thiên hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ bấm like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể để lại một chấm để tăng sự tương tác cho kênh giúp Khánh Duy. Và đặc biệt Khánh Duy cũng không quên kêu gọi các bạn hãy chung tay góp sức ủng hộ cho Khánh Duy để Khánh Duy có thêm tiền duy trì kênh và đặc biệt là đổi bộ thu âm mới trong thời gian sắp tới để phục vụ khán giả. Mọi sự ủng hộ của quý vị thì Khánh Duy xin ghi nhận. Các bạn có thể gửi các hình thức được ghi dưới phần mô tả của mỗi video. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 171 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, Tạo Hóa Vương Phi mệt mỏi giơ tay lên, chỉ thấy một mặt gương sáng dâng lên di chuyển đến trước mặt gương mỹ miều của nàng. Bên trong gương kia không hề có hình của nàng mà là cảnh tượng Diệp Húc khiêng Hắc Thiên Ma Tôn tiến vào trong thành. Nàng lên tiếng cười nói: "Người này rất giống với một người, quả thật là giống nhau như đúc vậy. Bổn cung lúc đầu nhìn hắn thậm chí còn tưởng rằng người kia đã sống lại rồi. Đáng tiếc lục đạo tan biến, ngay cả thiên đế cũng không có kiếp thứ hai. Người kia tuy rằng mạnh, thế nhưng không thể sống đến kiếp thứ hai được." Nàng lẩm bẩm tự nói. Do đó, hắn chắc chỉ là một người qua đường, có tướng mạo giống người kia mà thôi. Tạo Hóa Môn Chủ trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nàng cười nói: "Vương Phi, người nói đến người kia rốt cuộc là ai vậy?" Tạo Hóa Vương Phi hé miệng cười, phong tình vạn chủng, chỉ thấy chiếc cương kia ầm ầm lui về. Nàng cười nói: "Thanh Ngạc, tên họ của người đó không phải là thứ mà kẻ cấp bậc vu tổ như ngươi có thể hỏi đến. Hỏi nhiều rồi ngược lại sẽ bất lợi cho ngươi." Tạo Hóa Môn Chủ trong lòng chấn động, không dám hỏi nhiều nữa. Tạo Hóa Vương Phi uể oải vươn vai khẽ nâng tên lên. Tạo Hóa Môn Chủ liền vội vàng đến đỡ nàng, lại cao giọng quát: "Chuẩn bị kiệu, đến Thành Dương Cung." Trong Tạo Hóa Môn lập tức có người chuẩn bị bảo liễn hương xa do 8 con ly long kéo. Những con ly long này rõ ràng là tu vi thánh hoàng kỳ, không ngờ lại bị lôi đi làm chân kéo xe, lại có thêm 8 thiếu nữ tay nâng hoa cái theo sát từng bước bên cạnh của xe che chắn ánh nắng gắt gao, còn có thêm cả 100 thiếu nữ tay cầm giỏ hoa đứng ở trên càng xe không ngừng rắc hoa tươi xuống. Cánh hoa rơi chậm chậm tạo nên một khung cảnh mỹ miều. Tạo Hóa Môn Chủ thì nâng cánh tay của Vương Phi vô cùng cẩn thận đi lên phía trước. Lập tức có một vị thiếu nữ bước ra vén rèm xe. Vương Phi nhẹ nhàng tiến vào bên trong, vẫy tay cười nói: "Thanh Ngạc, bổn cung hồi cung, ngươi lui xuống đi, nhớ quản lý Tạo Hóa Môn cho tốt, đừng để thần vương thất vọng. Sau này thần vương vẫn đỉnh ngôi vị, còn cần dựa vào sự phò trợ của ngươi." Tạo Hóa Môn Chủ vội vàng hô vâng dạ rồi chậm rãi lui ra. Ly long ngâm dài kéo bảo liên hương xa phi thẳng lên trời, lái về phương xa. Hơn 100 vị thiếu nữ cầm giỏ hoa bay khỏi xe tiến lên phía trước mở đường, hoa tươi không ngừng rắc xuống, hương thơm phảng phất ở khắp nơi. Ở trong xe trước mặt Tạo Hóa Môn Chủ lại xuất hiện một mặt gương sáng. Bên trong gương, Diệp Húc vứt Hắc Thiên Ma Tôn xuống, phì phò thở dốc. Gương mặt kiều mị của nàng không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng mà nói: "Giống, thật sự rất giống mà." Ở trong gương, Diệp Húc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hướng về nàng, dường như cảm nhận được có người đang nhìn trộm mình vậy. Tạo Hóa Vương Phi trong lòng cả kinh, phất tay cất gương đi, cười khanh khách mà nói: "Cảm giác thật nhanh nháy, cái tên tiểu tử này mặc dù không thể nào là kiếp sau của người kia, thế nhưng cũng không phải là kẻ vừa đâu." Ở phía trên thánh thành, dư ảnh cánh tay thon gọn ngọc ngà của Tạo Hóa Môn Chủ cuối cùng cũng đã tan biến. Uy áp cùng sự chấn động của vu tổ cũng tiêu tan. Trong lòng Diệp Húc buông được tảng đá đè nặng, vứt Hắc Thiên Ma Tôn lên trên nền đất, đứng thở hổn hển. Vu tổ quả thực quá cường mạnh, mở ra đạo môn, từ trong đạo môn siêu thoát, di vu nhập đạo, đạo vận thiên thành, thật sự lợi hại mà, thật không hổ là tam thần vương, đệ nhất đại cảnh giới. Vu tổ từ người chuyển hóa thành thần minh, tồn tại giống như một vị thần, cơ hồ không có việc gì là không làm được. Còn thần vương lại từ vương của thần minh, đế quân lại là đế của thần vương, vua của thần vương. Tạo Hóa Môn Chủ, tại sao lại đột nhiên dừng tay vậy? Với thực lực của ả,
san bằng tòa thánh thành này e rằng chỉ dễ như trở bàn tay. Cái mụ đàn bà thối tha này sẽ không vì nghìn vạn sinh linh ở trong thành mà dừng tay đấy chứ. Trong lòng Diệp Phúc âm thầm hiếu kỳ. Hắn mặc dù là lần đầu tiên tiến vào thiên giới, nhưng từ việc tạo hóa môn chủ chỉ bởi vì có người quấy rầy vương phi nghỉ ngơi mà đích thân đã ra tay, suýt nữa thì giết chết hắn. Có thể thấy được thiên giới đẳng cấp tôn nghiêm, trước mặt kẻ mạnh kẻ yếu cơ bản không có chỗ đứng. Đối với tạo hóa môn chủ cấp bậc vu tổ mà nói, san bằng một tòa thánh thành, tàn sát trăm vạn sinh linh à, hoàn toàn không để tâm đến. Đột nhiên hắn có linh cảm ở trong lòng, dường như cảm thấy có một ánh mắt từ đâu đó đang nhìn chăm chú mình. Ngẩng đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Tiểu tử thối, lão tử phải xử lý ngươi. Hắc Thiên Ma Tôn thình lình nhảy dựng lên, mặt mày thì hung tợn, một đấm oanh kích hắn vô cùng bá đạo, một chút cũng không nhìn ra bộ dạng trọng thương không đứng dậy nổi của gã. Diệp Phúc không cần nghĩ ngợi, giơ tay ra chặn đón. Hai người quyền trưởng giao tranh, phát ra những tiếng vang lớn khiến mặt đất thánh thành đột nhiên nứt vỡ. Ở trong thành giống như xuất hiện một trận đại địa chấn, sập không biết bao nhiêu nhà cửa, cuồng phong cuồn cuộn gào thét cuốn phăng tất cả, khiến không biết bao nhiêu người bị thổi bay lên không trung. Hai người bọn họ mặc dù trước mặt đám người tạo hóa môn chủ ngay cả một chiêu cũng không chống lại được, bọn họ vẫn là những cường nhân rất tài giỏi. Khốn kiếp, ngươi không phải đã nói là đợi ta không chịu nổi thì sẽ đổ lại vị trí cho ta hay sao? Hắc Thiên Ma Tôn tức giận gầm lên một tiếng, bước lớn áp sát, liên tiếp oanh khứ Diệp Húc, nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng nói. Lão tử suýt nữa đã bị con đàn bà thối tha tạo hóa môn chủ kia đánh chết rồi. Thằng nhãi ngươi vẫn cố tình cõng lão trên lưng, rõ ràng là muốn lão làm đệm lưng cho ngươi đến chết mà. Đại Hắc Thiên, người vong ân phụ nghĩa, nếu như không phải ta cõng ngươi chạy trốn, e rằng ngươi sớm đã bị một trưởng của tạo hóa môn chủ giết chết rồi. Diệp Phúc không chút sợ hãi, hai người chỉ trong chốc lát đã động chạm cả nghìn lần. Tòa thánh thành này không chịu nổi công kích, từng đoạn đường bị quyền phong của bọn họ thổi bay, bay lên giữa không trung. Khí tức hai người xông thẳng lên trời, thực lực đáng sợ. Khí tức của Hắc Thiên Ma Tôn thì vô cùng cổ quái, giống như một tòa bát bảo kim luân, một vị ma thần đứng ở bên trong, dáng vẻ ngút trời. Còn khí tức của Diệp Phúc lại là bản vương khai thiên thế giới, 3 giới thiên địa nhân, 33 thiên giới, 3000 thế giới, 10 tầng địa ngục. Mặc dù không phải là thánh hoàng, nhưng nhân giới lại là 3000 thế giới do các đạo văn đạo ngân tạo thành, so với ma thần trong bát bảo kim luân của Hắc Thiên Ma Tôn còn hùng tráng hơn không biết bao nhiêu lần. Khí tức của hai người dung chuyển không ngừng, rào kích trên không, lay động hư không thiên giới, giống như kim thạch công kích, phát ra tiếng động trầm rầm. Hai vị đại thánh cư nhiên dám gây chuyện trong thất thành của ta, làm thất thành suýt nữa bị tạo hóa môn chủ phá hủy rồi, thật là cả gan làm loạn. Chẳng lẽ hai người các ngươi không coi nhạn đáng thất thánh ra gì hay sao? Đột nhiên phía xa trong thành, 6 luồng khí tức thánh hoàng phóng thẳng lên trời, mạnh mẽ dội xuống, bao vây lấy Diệp Phúc cùng Hắc Thiên Ma Tôn ở bên trong. Mặt mày mỗi một người đều rất là dữ tợn. Một vị lão nhân râu dài tiến lên trước, cười lạnh nói: Hai vị đại thánh, các ngươi khoa trương quá mức rồi. Nơi này chính là thất thánh thành, còn chưa đến lượt các ngươi làm càn đâu. Lại có một vị lão nhân giận tái mặt mà nói: Hai vị đại thánh, thực lực các ngươi đủ để phá thánh thành, nếu như cứ tiếp tục cố chấp như vậy, thất thánh nhạn đáng sơn chúng tôi nói không được thì sẽ trục xuất hai vị ra ngoài. Diệp Phúc tỏ vẻ cẩn trọng, quan sát đánh giá, chỉ thấy nhạn đáng thất thánh chỉ có 6 người đến. 6 người này có đến 3 người là cường nhân cấp thánh hoàng, còn 3 người kia mặc dù không phải thánh hoàng nhưng không thể coi thường. Bọn họ đã trở thành đỉnh cao vô hoàng, là loại cường nhân có thể hô mưa gọi gió trong thế giới vô hoàng. Thất thánh thành hẳn là mệnh danh theo 7 người bọn họ. Đại thánh sao? Lẽ nào là cách xưng hô trên thiên giới đối với thánh hoàng ư? Hắn không chỉ một lần nghe đến cách gọi đại thánh này. Khi ở tạo hóa môn, đệ tử tạo hóa môn nhìn thấy hắn cùng với Xích Nguyên Ma Tôn giao đấu, liền nói hai vị đại thánh ở đây gây chuyện. Đến nay lại nghe thấy nhạn đáng thất thánh cũng nói như vậy, do đó mới có suy đoán này. Nhạn đáng thất thánh ư? Hắc Thiên Ma Tôn cũng sắc mặt tối sáng bất định, thầm nghĩ: Mấy cái lão già này đều là những đối thủ rất mạnh, đặc biệt là kẻ đứng đầu thất thánh Tào Khê Tông đã tu luyện đến đỉnh cao thánh hoàng. Ta nghe nói người này đang chuẩn bị tạo quan đột phá cảnh giới vu tổ. 7 cái lão già này đều không dễ dây vào. Nếu như bắt đại ma tôn ta tụ tập lại thì có thể vượt qua 7 lão già này, đánh cho bọn chúng tơi bời, cướp hết của cải trong thất thánh thành. Đáng tiếc cái thằng nhãi Xích Quyên đã bị tên tiểu tử thối kia giết chết rồi.
còn 6 vị ma tôn khác cũng không có ở đây. Chỉ e trong chớp mắt, lão đã bị bọn chúng đánh không kịp trở mình rồi. Thất Thánh Nhạn Đáng Sơn chỉ xuất hiện 6 vị, còn có Tào Khê Tông, vị đứng đầu Thất Thánh không đến. Tào Khê Tông cường mạnh ngút trời, cho dù là Bắc Đế Ma Tôn, người đứng đầu Bát Đại Ma Tôn cũng không dám tùy tiện nói có thể thắng hắn. Trục xuất ra ngoài sao? Tam ca, lời ấy của huynh sai rồi. Một vị nho sĩ trung niên đằng đằng sát khí, điềm nhiên lên tiếng nói. Hai cái người này rõ ràng là đã trêu chọc Tạo Hóa Môn chủ, dẫn đến việc bị Tạo Hóa Môn chủ truy sát. Thất Thánh Thành ta được Tạo Hóa Môn che chở. Nếu như chúng ta chỉ trục xuất bọn chúng, e rằng sẽ làm cho Tạo Hóa Môn chủ tức giận. Ta cõng Đại Hắc Thiên chạy trốn lâu như vậy, cư nhiên vẫn chưa ra khỏi phạm vi địa giới Tạo Hóa Môn. Thế lực của Tạo Hóa Môn quả thật là đáng sợ mà. Diệp Phúc thì ngẫm nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bọn họ cũng phải chạy được cả 100 triệu dặm. Không ngờ rằng vẫn chưa thoát khỏi phạm vi thế lực của Tạo Hóa Môn. Có thể thấy được uy phong của Tạo Hóa Môn khủng khiếp đến nhường nào. Chỉ một Tạo Hóa Môn đã rộng lớn đến như vậy thì toàn bộ thiên giới phải mênh mông đến đâu đây? Trong Nhạn Đáng Thất Thánh, một vị lão nhân lên tiếng hỏi. Ngũ đệ, ý đệ là như thế nào? Tất nhiên là bắt bọn chúng lại, đưa đến Tạo Hóa Môn, giao cho Tạo Hóa Môn chủ xử lý rồi. Vị nho sĩ trung niên cười lạnh nhìn Hắc Thiên Ma Tôn, trong mắt ánh lên vẻ thích thú cười nói. Các vị huynh trưởng, cái con trâu này hẳn là Đại Hắc Thiên trong Bát Ma. Bát Ma tự xưng là Ma Tôn, làm nhiều việc ác, chống đối lại thiên triều. Võ Thần Điện, Võ La Lão Tổ từ lâu đã truy nã bọn chúng, thậm chí Võ Thần Điện còn treo một giải thưởng cực lớn. Nếu như sách đầu Đại Hắc Thiên đến trước Võ Thần Điện, Võ La Lão Tổ nhất định sẽ vô cùng vui sướng kìa. Nếu như hắn ta đã là Đại Hắc Thiên, vậy thì người kia nhất định là tên Xích Nguyên Ma Tôn, ác danh vang dội rồi. Một vị lão nhân khác ánh mắt sắc bén, liếc nhìn Diệp Húc tỏ vẻ hiểu biết. Nghe nói trong Bát Đại Ma Tôn, Hắc Thiên Ma Tôn trở mặt với Xích Nguyên Ma Tôn, hai kẻ hễ gặp nhau là đánh. Tên này không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Xích Nguyên. Cứ nhìn biến thành một thiếu niên tuấn tú, muốn đến đây lừa gạt những thiếu nữ ngây thơ. Các huynh đệ bắt giữ bọn chúng lại, giao cho Tạo Hóa Môn xử lý trước vậy. Đợi sau khi bọn chúng bị xử tử thì đem đến Võ Thần Điện lĩnh tiền thưởng. Sao? Lừa gạt thiếu nữ ngây thơ sao? Diệp Phúc nghe vậy sắc mặt tối sầm, thấp giọng hỏi. Đại Hắc Thiên, các ngươi rốt cuộc đã làm những chuyện gì mà để thiên hạ đều căm ghét như vậy? Tại sao lại bị Tuần Thiên Sứ truy nã như vậy? Hắc Thiên Ma Tôn hừ lại một tiếng, thản nhiên nói. Bát Đại Ma Tôn chúng ta kết nghĩa kim lan, lúc mới tiến vào thiên giới, trên người không có vật gì cả, nên mới đi cướp bóc vài chỗ thế lực yếu, lấy đi một chút của cải mà thôi. Thế nhưng Võ La Lão Tổ lại cứ nhã mãi không quên, truy nã bọn ta đến tận bây giờ. Gã sắc mặt sáng tối bất định, trong lòng thầm tính toán kế sách để thoát thân. Gã bị Tạo Hóa Môn chủ đánh trọng thương, thực lực không bằng trước đây. Mặc dù Tạo Hóa Môn chủ chỉ để một tôn hóa thân ra tay, nhưng Vu Tổ suy cho cùng cũng là nhân vật dĩ vu nhập đạo, chỉ một chiêu thức vu pháp cũng đủ để khiến cho gã trọng thương. Thậm chí ngay cả thánh bảo Bát Bảo Kim Luân của gã cũng bị đánh đến tổn hại uy năng. Còn Diệp Húc trông vẫn khỏe như hổ, một chút thương tích cũng nhìn không ra. Dưới tình cảnh này, Hắc Thiên Ma Tôn thầm nghĩ bản thân không những không thể làm gì Diệp Húc, mà còn không có cách nào bảo toàn mạng ra khỏi Thất Thánh Thành. Đại Hắc Thiên, Xích Quyên, các người muốn khoanh tay chịu trói hay là muốn Nhạn Đáng Thất Thánh chúng ta tự mình ra tay đây? Vị nho sĩ trung niên điểm như nói. Giết! Hắc Thiên Ma Tôn giết gào, tính toán quyết đầu giải vây. Giết! Diệp Phúc cũng gầm thét, một tay nâng Hắc Thiên Ma Tôn lên, hung hăng ném về phía Nhạn Đáng Thất Thánh. Chỉ nghe một tiếng vù vù, Hắc Đế Ma Môn cùng Bát Chảo Kim Luân lần lượt xuất hiện, ma âm nhức não, ma khí nổi dậy. Vào thời khắc Hắc Thiên Ma Tôn bị Diệp Phúc ném đi, gã đột nhiên ra tay, tung ra tất cả thủ pháp. Ma Môn cùng Bát Bảo Kim Luân lần lượt bay lên, áp về phía Nhạn Đáng Thất Thánh. Bát Bảo Kim Luân thình lình tách ra làm 8 phần, Bảo Bình, Hoa Cái, Song Côn Ngư, Hắc Liên, Đại Toàn Loa, Cắt Tường Kết, Tôn Thắng Tràng. Cùng với Kim Luân chấn động cắt chém, khiến 8 người đều bị bao vây ở bên trong. Hai tên ma đầu, quả nhiên không cam tâm bó tay chịu trói. Nhạn Đáng Thất Thánh đại nộ, từng người ra tay ngăn cản. Mặc dù thủ lĩnh Thất Thánh Tào Khê Tông không xuất hiện, thế nhưng 6 vị khác đều là những cường nhân không thể coi thường. Chỉ cần một người cũng đủ để chống lại Hắc Thiên Ma Tôn, huống hồ là cả 6 người cùng ra tay đây. Có điều Hắc Thiên Ma Tôn chia ra tấn công vào mỗi người,
lại khiến cho Ngũ Thánh, Dương Thì, Lục Thánh, Từ Phương và Thất Thánh Tử Hoàng, những người chưa phải là Thánh Hoàng, có chút luống cuống chân tay. Tu vi của những người này mới luyện đến cảnh giới đỉnh cao vô hoàng, nên Hắc Thiên Ma Tôn đặc biệt chiếu cố. Bảo Bình định trụ Dương Thì khiến hắn không thể nhúc nhích. Ma Môn liền đó mà đâm đến, rõ ràng là muốn nghiền nát hắn thành thịt vụn, xử lý một tên trước rồi tính tiếp. Còn Từ Phương thì phải đối phó với Tôn Thắng Tràng cùng Song Côn Ngư. Một đại kỳ chuyển động, hai con côn ngư trái phải cùng đánh tới. Từ Hoàng lại phải đối mặt với Cát Tường Kết và Đại Tuần Loa. Hai bộ thánh bảo này vô cùng là kỳ lạ. Cát Tường Kết chính là một sợi dây thừng hoàng kim, giống như một con rắn quấn tới. Chỉ một thoáng thôi đã khóa trụ cổ của hắn, thắt càng lúc càng chặt, khiến hắn đứng im bất động. Còn Đại Tuần Loa lại là một ống tù và cực lớn, không cần gió tự mình thổi, ô ô vang dậy, thổi ra những âm thanh vô cùng nhức não, chấn đến mức Từ Hoàng hồn bay phách tán. Còn về phần Hoa Cái, Hắc Liên cùng Kim Luân, ba bộ thánh bảo này lại đang công kích về phía ba vị thánh khác. Hắc Thiên Ma Tôn sở dĩ làm như vậy chính là bởi vì muốn giết kẻ yếu trước, khiến những người khác phải vội vàng ứng cứu, làm loạn đi đội hình nhà Đáng Thất Thánh, mưu đồ phá vây. Đại Hắc Thiên, ngươi quả nhiên thâm hiểm mà. Ba vị thánh khác vô cùng phẫn nộ, vội vàng đẩy lui Hoa Cái, Hắc Liên cùng với Kim Luân. Dương Thọ Công, râu bạc phất phơ bay lượn, quát lớn: "Ta đến chặn Đại Hắc Thiên và Xích Nguyên, các đệ đến cứu Lão Ngũ, Lão Lục cùng Lão Thất đi." Trương Phong, Lục Đình, hai vị thánh hoàng lập tức ra tay cứu đám người Dương Thời, tránh để cho bọn họ bị Hắc Thiên Ma Tôn giết chết. "Phá quân sơn!" Dương Thọ Công quát lớn, một tòa đạo môn thình lình xuất hiện. Y đứng dưới đạo môn, một tòa thánh sơn từ trong người bay ra, càng ngày càng lớn, đâm ngang về phía Hắc Thiên Ma Tôn, cười lạnh mà nói: "Đại Hắc Thiên, Xích Quyên, hôm nay hai tên ma đầu các ngươi, kẻ nào cũng đừng hỏng trốn thoát được." Hắc Thiên Ma Tôn ha ha cười lớn: "Dương lão quỷ, dựa vào một mình ngươi mà có còn muốn cản ta say sao?" Phá quần sơn nằm mầm đâm đến, bộ thánh bảo này hiện đầy đạo văn đạo ngân, được Dương Thọ Công vị thánh hoàng này tế khởi, sức mạnh uy năng hoàn toàn có thể sánh ngang với Hắc Thiên Ma Tôn ở trạng thái toàn thịnh. "Đại Hắc Thiên, nếu như lão phu nhìn không nhầm thì ngươi đã bị tạo hóa môn chủ đánh cho trọng thương, thực lực tu vi toàn thân có thể phát huy được 5 phần đã là may mắn lắm rồi." Dương Thọ Công toàn lực thôi động phá quân sơn, râu tóc lông mày bạc trắng bay lượn, uy phong lẫm liệt, cười lạnh mà nói: "Nếu là bình thường lão phu nhận ngươi 3 phần, nhưng bây giờ một mình lão phu chỉ cần một chiêu cũng có thể đánh gục được ngươi." "Ồ, thật sao?" Diệp Phúc sải bước xuất hiện ngay trước mặt Hắc Thiên Ma Tôn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn phá quân sơn đâm đến. Hắn khẽ cười nói: "Có ta ở đây, ta muốn xem ai có thể đả thương Đại Hắc Thiên nào." Dầm một tiếng vang như nện vào hồng trung đại lữ, phá quân sơn đâm vào người Diệp Phúc lập tức va chạm với Diêu La Thiên Địa Tháp cùng Ngọc Lâu. Một luồng uy năng vô cùng đáng sợ thổi quét khắp nơi. Thánh thành dưới chân Diệp Phúc lập tức xuất hiện một hố sâu cả mấy dặm. Nhà cửa, đường phố, bùn đất, đá vụn, chân tay còn sót lại của bách tính trong thành giống như bị sóng lớn thổi quét, chỉ còn lại một cây cột trụ vẫn đứng thẳng tắp ở dưới chân Diệp Phúc cùng Đại Hắc Thiên. "Tiểu lão đệ, làm tốt lắm, lão Hắc nhận ân tình này của ngươi." Thân hình của Hắc Thiên Ma Tôn chật lóe đột ngột xuất hiện ở phía trước Diệp Phúc, hai tay tung trưởng như cuồng phong bao tháp oanh khứ Dương Thọ Công. "Đại Hắc Thiên, ngươi cũng không kém." Diệp Phúc ha cười lớn, đột nhiên lách giữa hai người, thân hình dao động, lập tức hào quang vô cùng chói lóa phát ra, đếm không hết số ấn pháp hóa ra thế giới phóng ra, trong chớp mắt bao phủ lấy Dương Thọ Công. Dương Thọ Công tận lực chống cự, hắn cười nói: "Hai người các ngươi đều đã lâm vào đường cùng, ta có tòa đại đạo chi môn này thì vạn pháp bất xâm." Gà đất chó cánh. Quanh người Diệp Phúc xuất hiện vô số thế giới, ầm ầm hạ xuống, đập nát tòa đạo môn này. Hắc Thiên Ma Tôn cao hơn 10 trượng, cực kỳ vạm vỡ, từ trên nện xuống dưới, lực mạnh vô cùng. Còn Diệp Phúc lại chỉ nhỏ như một người bình thường, uy năng tam thiên thế giới ấn được hắn tu luyện đến đạt trình độ sánh ngang với thánh bảo. Lực công kích so với nắm đấm của Hắc Thiên Ma Tôn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hai người thay nhau đánh, chỉ thoáng chốc đã có vô số công kích rơi vào người Dương Thọ Công cùng phá quân sơn. Dương Thọ Công lùi về sau liên tiếp, râu bạc dính đầy máu tươi. Phá quân sơn cũng trong chớp mắt chúng phải vô số oanh kích của ấn pháp cùng quyền cước, toàn thân đầy vết nứt. Dầm một tiếng,
bộ thánh bảo này đột nhiên nổ tung. Chính là bị hai người dùng ấn pháp cùng quyền cước oanh kích liên hồi, khiến cho thánh hoàng cấm pháp phân thân ở bên trong bị đánh đến chết, còn thánh bảo thì bị chấn vỡ. Phá quân sơn vừa mới vỡ, toàn bộ công kích lập tức dồn lên người Dương Thọ Công. Vị đại thánh hoàng đứng thứ hai trong nhà đáng thất thánh, ngay cả một thời khắc ngắn ngủi cũng không kiên trì chống đỡ được, thân hình ầm ầm nổ tung, bị hai người Diệp Húc đánh đến vỡ tan. Bảo bình ấn, bảo bình ấn. Diệp Húc đưa tay ra khẽ khàng lay động, hóa ra một chiếc bảo bình. Bảo bình bay cao trên không chiếu xuống, khiến cho Dương Thọ Công vừa mới tái hợp thân thể chưa kịp hồi phục lại đã liền cảm thấy đất trời quay cuồng, lập tức bị hút vào bên trong bình. Vô số đạo văn đạo ngân xuất hiện dày đặc, nghiền nát hắn. Lưu ly ấn. Một chiếc chuông lưu ly xuất hiện, thu bảo bình vào bên trong. Bong một tiếng chấn động, Phật âm oai nghiêm truyền ra bốn phía, phá hủy toàn bộ đài lầu cung điện. Chân linh của Dương Thọ Công trong bình cũng trong phút chốc bị luyện hóa thành tro bụi. Tiểu lão đệ, người bụng dạ nham hiểm còn hơn hắc lão nhiều, quả thật có thể nói giết người không chớp mắt, giết người như ngoé, có tài làm thổ phỉ thiên bẩm. Đại Hắc Thiên hết lời tán thưởng, thân hình khẽ lay động, liền thấy đám bảo vật bảo bình hoa cái hắc lên kim luân gào thét bay lên, va chạm leng keng, hợp thành một bộ bát bảo kim luân, cùng Diệp Húc xông ra ngoài thất thánh thành. Hắn cười nói: "Hả, chi bằng sau khi chúng ta rời khỏi đây cùng đến Ma Vương Cốc, ta tiến cử ngươi làm lão út của bát đại ma vương." Nhị ca. Mà lúc này đám người Dương thì vội vàng xông đến, nhìn thấy cảnh tượng này khóe mắt đã như muốn nứt ra. Nhị thánh Dương Công Thọ trong nhạn đáng thất thánh, chúng phải độc thủ của Diệp Húc cùng Hắc Thiên Ma Tôn. Hai người đó tốc độ ra tay quá nhanh, còn chưa đến thời gian trong một cái chớp mắt, Thọ Dương Công đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Thậm chí ngay cả thân chân linh cũng bị Diệp Húc dùng bảo bình ấn cùng lưu lưu ấn luyện hóa hoàn toàn. Giết nhị ca ta, nhạn đáng thất thánh quyết sống chết với các ngươi, cho dù có phải đuổi đến tận chân trời khóc biển cũng phải lấy hai cái mạng chó của các ngươi. Trương Phong hai mắt rưng rưng ra sức đuổi theo thét gào. Hắc Thiên Ma Tôn ha ha cười lớn, cao giọng mà nói: "Chẳng lẽ chỉ có các ngươi được giết người, còn người khác thì không được hay sao? Nhạn đáng thất thánh quả nhiên uy phong lớn mà." "Không sai, chỉ có nhạn đáng thất thánh ta giết người, không có ai có thể giết nhạn đáng thất thánh. Ai giết nhạn đáng thất thánh thì kẻ đó là bị Chu Di cửu tộc giết hết không tha." Đột nhiên một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên trong thất thánh thành, một loại khí tức khai thiên lập địa từ trong thành tràn ngập ra ngoài. Đây chính là khí tức của thánh hoàng. Thánh hoàng lấy thiên vi tông, lấy đạo vi môn, công tham tạo hóa, nhưng người này lại toát ra một loại cảm giác bá đạo. Trời đất không nghe theo ta giáo hóa thì ta liền thay đổi trời đất. Khí tức của thánh hoàng vốn dĩ không lấy bá đạo chứ danh, mà ngược lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như tam giáo xuân, là vương đạo, là thánh đạo. Còn người này ngoài thánh đạo, vương đạo lại xen lẫn thêm bá đạo, ta chính là vô địch. Đứng đầu thất thánh, đỉnh cao thánh hoàng, Tảo Khê Tông sao? Hắc Thiên Ma Tôn ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt ngưng trọng, tăng tốc độ chạy như bão táp về phía trước, cao giọng mà nói: "Tiểu lão đệ, lần này đến lượt đệ lên chặn tên kia đi." "Được." Diệp Húc sải bước lớn, hai chân đặt trên hai sừng của Hắc Thiên Ma Tôn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía thất thánh thành. Chỉ thấy phía trên thất thánh thành, một vị nam tử trung niên sải bước đuổi theo. Thân hình của Tào Khê Tông không lớn, trong nhạn đãng thất thánh phần lớn là những lão nhân, thân hình dung mạo cổ quái, chỉ có ngũ thánh Dương Thỉ nhìn giống như một vị nho sĩ trung niên, tuổi còn khá trẻ, mà Tào Khê Tông xem ra lại còn trẻ hơn Dương Thỉ một chút. Nguy rồi, bề ngoài của thánh hoàng nhìn càng trẻ thì lại càng khí chất, tiềm lực cùng thực lực của hắn càng mạnh, loại nhân vật này ta không thể ngăn cản nổi. Diệp Húc ngẫm nghĩ trong lòng, quát nói: "Đại Hắc Thiên, ngươi còn không mau hiện nguyên hình, tăng tốc độ chạy nhanh đi." Hắc Thiên Ma Tôn hai chân lảo đảo, gần như là ngã quỵ, tức giận mà nói: "Tiểu tử thối, ngươi thật sự cho rằng lão ta là một con yêu châu hay sao? Lão chính là ma thần, hậu duệ của viễn cổ thiên đình, trời sinh ra đã là hình dạng này rồi, không có nguyên hình gì cả." "Sao? Ngươi thật sự không phải châu sao?" Diệp Húc khổ nghi nói: "Quả thực không phải châu." Hắc Thiên Ma Tôn tức đến mũi trâu của gã phun ra khói, cả giận nói. Diệp Húc thầm cảm thấy xấu hổ. Hắn vẫn luôn cho rằng Đại Hắc Thiên, vị Ma Tôn này chính là một con trâu tu luyện thành yêu, sau đó tu thành thánh hoàng, chứ chưa từng nghĩ qua đây là do vấn đề huyết thống.
Đại Hắc Thiên, ngươi nói xem thủy tổ ma đế của ngươi liệu có phải là một con yêu châu hay không? Hắc Thiên Ma Tôn lập tức muốn trở mặt dừng lại, đánh một trận 300 hiệp với cái tên tiểu tử này. Còn Tào Khế Tông đang gào thét đuổi theo, nét mặt thản nhiên toát lên vẻ lạnh lùng, coi thường sự sống và cái chết. Hình thiên kích. Tay của hắn cầm một cây chiến kích. Cây chiến kích này dùng xương đùi người mà làm cán, lấy xương sống làm tiêm, dùng xương sườn làm lưỡi đao, lấy xương ống chân làm chuôi. Rõ ràng là một bộ kỳ binh luyện thành từ xương cốt của Vu Tổ. Không chặn được sao? Diệp Phúc vừa liếc một cái liền lập tức biết bản thân tuyệt đối không thể chặn được một kích của Tào Khế Tông. Thực lực của Tào Khế Tông cực cao, chủ yếu là nhờ vào cây hình thiên kích trong tay hắn được luyện chế từ xương cốt của Vu Tổ. Lấy Vu nhập đạo, xen giữa thánh bảo với tổ binh, trong xương cốt cất chứa thiên địa đại đạo do Vu Tổ lĩnh ngộ. Một kích này giáng xuống, ngay cả vòm trời thiên giới cũng có thể bị xé rách, tuyệt đối không phải là thứ mà bản thân hắn có thể cản trở được. Đại Hắc Thiên, tu vi của ta quá thấp nhưng tốc độ nhanh, tốc độ của ngươi chậm thế nhưng tu vi lại cao, ngươi lên chặn đi, ta cõng ngươi trốn cho. Diệp Phúc từ trên đầu Đại Hắc Thiên nhảy xuống, không nói một lời liền nhấc bổng con trâu cường tráng này lên vác trên đỉnh đầu, điên cuồng mà chạy về phía trước. Tiểu lão đệ, coi như ngươi vẫn tự hiểu rõ mình, biết được thực lực của ngươi không bằng ta. Hắc Thiên Ma Tôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tào Khế Tông vung cao hình thiên kích, cây chiến kích này sẽ tan hư không, mũi kích phân ra làm ba lưỡi đao, khiến hư không thiên giới hóa ra từng đường hắc tuyến, cũng là sức mạnh uy năng hình thiên kích đâm thủng hư không thiên giới. Ông nội đó chứ. Con trâu cường trắng này lẩm bẩm chửi thêm một câu. Hắc Thiên Ma Tôn cũng chỉ lướt nhìn một cái là liền biết được một kích này của Tào Khế Tông bản thân ngăn không nổi, tiếp cũng không xong. Nếu như cố đón đỡ thì chỉ có một con đường chết. Một kích này của Tào Khế Tông không hề thua kém một kích của Tạo Hóa Môn Chủ. Một kích này của Tào Khế Tông không hề thua kém một kích của Tạo Hóa Môn Chủ. Tạo Hóa Môn Chủ chỉ là thức vô pháp của thân ngoại hóa thân, còn Tào Khế Tông lại là đích thân ra tay, dốc hết toàn lực. Mặc dù không được phong khinh vân đạm như Tạo Hóa Môn Chủ, thế nhưng lại thắng ở bá đạo vô cùng. Ta lại trúng quỷ kế của cái tên tiểu tử này rồi. Hắc Thiên Ma Tôn bất chấp nhìn một kích của Tào Khế Tông giáng xuống, trong lòng không khỏi thầm hối hận, tại sao lại cứ phải ở cùng một chỗ với cái tên tiểu tử Diệp Phúc này. Từ khi gặp phải hắn, bản thân Hắc Thiên Ma Tôn chưa từng lúc nào được hài lòng cả. Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị Tạo Hóa Môn Chủ truy sát, sau đó lại bị Nhàn Đáng Thất Thánh vây khốn, đến giờ lại bị Tào Khế Tông đuổi giết, cơ hồ không có lúc nào ngừng nghỉ. Có điều tốc độ của Diệp Phúc quả thật rất nhanh, một kích của Tào Khế Tông vẫn chưa hề đâm trúng hai người bọn họ, chỉ là sượt qua người. Hắc Thiên Ma Tôn gầm giống, Hắc Đế Ma Môn vừa xuất hiện liền bị uy năng tản phát ra từ hình thiên kích đánh tan. Gã lập tức tế khởi Bát Bảo Kim Luân đối kháng, chỉ thấy bộ thánh bảo này vừa ra liền bị dư uy của hình thiên kích xung kích đến đầy vết nứt. Hắc Thiên Ma Tôn trong lòng thầm xót, đột nhiên phát hiện ra tốc độ của Diệp Phúc dần dần thay đổi, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại lấy làm lạ. Tu vi của cái tên tiểu tử này không ngờ lại đang không ngừng tăng lên. Tu vi của Diệp Phúc đích thực đang không ngừng tăng lên. Trong ngọc lâu của hắn, ngọc thụ không ngừng dẫn dắt tiên linh hóa thành tu vi của hắn. Sau khi đến thiên giới, lượng hấp thu bài tiết của hắn cơ hồ đã đạt đến cấp bậc thánh hoàng. Tu vi của hắn tăng lên, thực lực nâng cao, tốc độ cũng trở nên càng ngày càng nhanh. Tào Khế Tông liên tiếp xuất hai kích, nhưng cũng chỉ là lướt qua người của hắn, không thể đâm trúng hai người. Ngược lại, khoảng cách giữa bọn họ lại càng ngày càng lớn. Chỉ là một tên nhị phẩm vu hoàng và một tên tứ phẩm thánh hoàng, vậy mà còn muốn thoát khỏi tay của ta hay sao? Đột nhiên tốc độ của Diệp Phúc trong chớp mắt tăng lên đến cực điểm, lưu quang chỉ chợt lóe liền biến mất không thấy gì nữa. Hảo, tốc độ khá lắm. Hắc Thiên Ma Tôn thấy Diệp Phúc hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất thì không khỏi biến sắc, liền đó toát mồ hôi lạnh. Lão tử ta tại sao vẫn còn ở nơi đây vậy? Tốc độ của Diệp Phúc quả thật là quá nhanh, không thể kinh gã theo cùng, liền quăng gã ở chỗ cũ. Tráng Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hình thiên kích hạ xuống thì không khỏi thầm than một tiếng. Mạng ta xong rồi, xong thật rồi. Vù một tiếng, một đạo lưu quang lướt qua, gào thét bay tới, tóm lấy cổ chân của Hắc Thiên Ma Tôn, rồi lại gào thét bay đi, biến mất, không thấy gì nữa. Hình thiên kích giáng xuống, chém nứt hư không, khiến không gian cả mấy chục vạn dặm liền bị hủy diệt. Tào Khế Tông giận hừ một tiếng, thu hồi hình thiên kích, nhìn ra bốn phía, chỉ thấy hai người Diệp Phúc cùng Hắc Thiên Ma Tôn sớm đã biến mất, khiến cho hắn không có cách nào mà tìm kiếm. Tốc độ thật kinh người,
chẳng lẽ với bản lĩnh của ta cũng không có cách nào báo thù cho nhị đệ hay sao? Hắn không khỏi chán nản, xem ra đành phải báo lên Vũ Thần Điện lấy mấy sợi tiên linh chi mạch treo thưởng bắt hai tên này vậy. Qua thật lâu sau, Diệp Húc tản Lưu Quang Ấn đi, vứt Hắc Thiên Ma Tôn xuống. Hai người nhìn nhau cùng có một loại cảm giác vui mừng thoát khỏi chết trong găng tấc. Tiểu lão đệ, Bát Đại Ma Tôn ta chiếm núi làm vua, khai phá một vùng linh sơn. Người vừa mới lên đây không có chỗ đứng, chi bằng gia nhập Ma Vương ốc cốc đi, làm lão út của Bát Ma ta đi. Hắc Ma Tiên Tôn cười nói, lúc trước Xích Quyên vốn là lão út kìa, có điều hắn bị ngươi giết rồi, cái vị trí này để cho ngươi ngồi, ý ngươi như thế nào? Đại Hắc Thiên, Bát Ma các ngươi là làm ăn không cần vốn, cướp bóc đốt giết khắp nơi, chỉ trông chờ vào điều này sẽ khó thành nghiệp lớn được, hơn nữa còn bị người ta săn lùng truy nã, hết sức nguy ngập. Diệp Phúc mỉm cười cự tuyệt, ta không làm đâu. Hắc Thiên Ma Tôn hơi biến sắc, cười lạnh mà nói, danh tiếng Bát Đại Ma Tôn chúng ta tuy không tốt, thế nhưng muốn tiếp tục sinh tồn trên thiên giới thì chỉ có cách cướp của giết người. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói, tài nguyên bên trên thiên giới hầu như tất cả đều là đã có chủ, rơi vào tay những thế lực lớn. Người nếu như muốn tồn tại được ở nơi đây, tạo nên danh tiếng thì chỉ có 3 con đường là có thể lựa chọn. Hắn giơ lên một ngón tay nói, con đường thứ nhất chính là gia nhập thiên triều, bắt đầu từ chức vị giám thiên tuần thiên sứ, từng bước một mà tiến dần lên. Sau khi Thương Thiên Đế Tôn xưng đế, xây dựng thiên triều, lôi kéo thiên hạ anh hùng, khiến cho bọn chúng trở thành tay sai cho triều đình, liền không cần phải lo nghĩ cơm áo. Có điều đó là trước đây, nay Thương Thiên đã chết rồi, các bộ trong thiên triều tranh quyền đoạt thế, đấu đá liên tục quyết liệt. Gia nhập vào đó rồi, nó không chừng sẽ bị biến thành vật hy sinh kìa. Còn đường thứ hai chính là trở thành đệ tử của những đại phái như Tạo Hóa Môn. Tạo Hóa Môn loại đại phái đẳng cấp này chiếm cứ lượng tài nguyên cực kỳ lớn, lại có Tạo Hóa Thần Vương bảo hộ, truyền thụ tâm pháp. Nhưng đáng tiếc là trói buộc quá lớn, hơn nữa những người này đối với ngôi vị thiên đế như hổ rình mồi, cũng không biết trước được ngươi lúc nào sẽ trở thành bia đỡ đạn, trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị này. Hắc Thiên Ma Tôn giơ tiếp ngón tay thứ ba, cười hăng hắc lên tiếng. Con đường thứ ba, đó là giống như Bát Đại Ma Tôn ta, làm thổ phỉ, cướp bóc những thế lực lớn, thế lực nhỏ, thu thập tài nguyên, làm chủ núi rừng. Mặc dù bị thiên giới truy sát, thì nhưng vẫn được sống tiêu dao tự tại. Diệp Húc cẩn thận cân nhắc, tài nguyên trên thiên giới tập trung cao độ, cơ hồ không có một chút nào phân tán rải rác. Nếu như người bình thường muốn xuất chúng nổi bật, đích xác là chỉ có 3 con đường là có thể lựa chọn. Nếu như không có đủ tài nguyên, linh mạch thì cho dù là tư chất thiên đế cũng đừng mơ tưởng có thể thành nghiệp lớn được. Có điều, hắn vẫn còn con đường thứ tư. Thời khắc hắn tiến vào thiên giới, hắn đã cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc dị thường, có một loại cảm giác gần gũi tương liên. Ngọc Thụ trong Ngọc Lầu Sao Động cũng cảm thấy những luồng khí tức này không ngừng thúc giục hắn đi tìm kiếm. Những luồng khí tức này lúc yếu, lúc mạnh nhưng đều tương tự như khí tức của Ngọc Thụ và Kiến Mộc, thậm chí có vài luồng còn nồng đậm, mãnh liệt hơn Kiến Mộc gấp nhiều lần. Những luồng khí tức này hẳn là thế giới chia căn trong lời Vũ La Lão Tổ đã nói. Kiến Mộc chỉ là một nhánh cây của thế giới chia căn. Với tình hình này, xem ra thế giới chia căn đã bị ai đó đánh nát, phân tán đến nhiều nơi trong vũ trụ. Nếu như có thể tìm kiếm được những tàn phiến của thế giới chia căn hấp thu trong cơ thể, tu vi cùng thực lực, thế lực của hắn chắc chắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, Ngọc Thủ trưởng thành cũng có thể hấp thu linh khí và năng lượng từ hư không thiên giới, khiến cho hắn không cần phải lo lắng không có linh khí tu luyện. Diệp Húc khẽ mỉm cười nói, chiếm núi làm vua quả thực là tiêu dao tự tại, có điều cũng chỉ là ít chuyện còn con, không làm nên nổi nghiệp lớn. Bát Đại Ma Tôn các ngươi mặc dù uy phong lẫm lẫm, thế nhưng nào có ai dám đi cướp những đại phái như Tạo Hóa Môn hay chống lại những cơ cấu thiên triều như là Vũ Thần Điện, Vũ Thánh Điện không? Hoắc huynh, mong thứ lỗi cho Diệp Mỗ không thể gia nhập Ma Vương Cốc được. Hắc Thiên Ma Tôn biến sắc, phất tay nói, tiểu lão đệ, ngươi khiến cho lão Hắc ta quá thất vọng rồi. Ta yêu ái ngươi như vậy, ngươi lại cứ 5 lần 7 lượt từ chối ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lão tử ta không dám làm gì ngươi sao? Đại Hắc Thiên, ta với ngươi nếu như quyết một phen sống chết thì cũng còn chưa biết ai chết dưới tay ai, hà tất phải làm tổn thương đến hỏa khí như vậy? Diệp Phúc thản nhiên nói, Diệp Mỗ mặc dù chỉ là vua hoàng, thế nhưng đối chọi lại Thánh Hoàng cũng không hề yếu thế. Điểm này Hắc huynh biết rõ hơn ai hết thì phải. Hắc Thiên Ma Tôn cụt hứng, phất phất tay nói, mỗi người có một chí hướng riêng. Người nếu đã muốn trở thành bia đỡ đạn, lão tử ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi.
Tiểu lão đệ, ngươi nếu như đi hai con đường trước kia thì lão Hắc khuyên ngươi một câu, tốt hơn nên đi chọn con đường thứ hai, gia nhập một môn phái nào đấy. Thường Thiên đã chết rồi, Thiên Triều thì mục nát, tình hình hết sức nguy ngập. Còn nữa, ngươi nếu như đã trở thành đệ tử của một môn phái nào đấy thì phải nhớ kỹ một điều, đừng bao giờ được nói mình là vua hoàng từ hạ giới lên đây, nếu không tất sẽ có đại họa. Diệp Phúc thấy được thiện ý của gã, trong lòng không khỏi cảm kích, hiếu kỳ mà hỏi, đây là vì cớ gì vậy? Hắc Thiên Ma Tôn trầm giọng nói, có thể trở thành vua hoàng từ một nơi tài nguyên nghèo nàn như là 3000 thế giới, hầu như tư chất đều vô cùng xuất sắc, tư chất quá tốt liền dễ bị người ta đố kỵ, khiến cho bản thân gặp phải càng nhiều phiền phức càng nguy hiểm. Diệp Phúc khẽ rùng mình, gật đầu đồng ý. Cho dù ở thế giới vua hoàng hay 3000 thế giới, không cần nói đến thánh hoàng, ngay cả vua hoàng cũng đã là thiểu số. Nhưng trên thiên giới, đất đai rộng lớn, của cải thì dồi dào, linh khí đâu đâu cũng có, thậm chí còn không có linh khí cấp thấp. Kiểu gia thần dương linh mạch cấp cao dưới hạ giới, ở trên thiên giới cũng chỉ là linh khí cấp thấp. Thiên giới có thể xuất hiện nhiều cường nhân như vậy hoàn toàn không phải là may mắn, mà là điều dĩ nhiên. Điều này cũng không nói lên tư chất của cường nhân thiên giới tốt hơn so với các cao thủ dưới hạ giới. Các cường nhân dưới hạ giới bởi vì thiếu thốn tài nguyên, dùng tài nguyên yếu kém tu luyện đến thành tựu cực cao, mỗi một người có thể trở thành vua hoàng, tư chất đều không thể coi thường được. Nếu là ở trên thiên giới thì đều thuộc vào loại yêu nghiệt. Nếu như đã tiến vào thiên giới, thực lực và tu vi của bọn họ tất nhiên sẽ có một bước nhảy vọt, rất nhanh liền đuổi kịp những cường nhân thiên giới. Thương Thiên Đế Tôn xây dựng lên Vũ Thần Điện, Vũ Thánh Điện, thành lập Giám Thiên Tuần Thiên Sử, chính là nhằm khống chế những vua hoàng ở dưới hạ giới trong tay, không để cho bọn họ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Bởi vì tiềm lực của chúng sinh hạ giới quả thực là quá lớn, trong số những nhân tố bất định này, nếu như có người có tư chất thiên đế, e rằng sẽ đem lại phiền phức không cần thiết cho hắn. Tinh đế chính là tinh hà trụ quang thể, Giám Thiên Sử Đằng Hầu từng nói tư chất của y ngay cả trên thiên giới cũng là hiếm gặp, tương lai tất thành đại khí. Còn Đứng Tông Đạo, Ma Hoàng, Hạnh Tông Chủ, ba người này mỗi người đều không hề thua kém tinh đế. Điều này cho thấy tiềm lực của những vua hoàng ở dưới hạ giới lên đây. Còn những cường nhân như Bắc Đế Ma Tôn, Hắc Thiên Ma Tôn cũng là từ hạ giới bay lên, tiến vào thiên giới, đốt giết cướp bóc đến mức nổi danh. Thậm chí ngay cả Vũ Thần Điện, Vũ La Lão Tổ ra lệnh truy nã cũng không có cách nào bắt được bọn họ. Chứng tỏ tư chất của 8 người này đều không thể coi thường. Có điều, cho dù là Bắc Đế Ma Tôn, Hắc Thiên Ma Tôn hay Tinh Đế, Ứng Tông Đạo đều không phải người có tư chất yêu nghiệt mà Diệp Phúc từng gặp. Tư chất đó chính là Tây Vương Mẫu đã qua đời kia. Bà ở dưới hạ giới chỉ dựa vào tài nguyên cằn cỗi mà đã có thể tu luyện thành thánh hoàng, hơn nữa còn là thánh hoàng đỉnh cao cảnh giới. Đó mới là nữ trung hào kiệt chân chính, là tư chất vô song. Đáng tiếc Tây Vương Mẫu sinh không gặp thời, tự mình kết liễu. Nếu không một khi người tiến vào thiên giới, với tư chất của bà, chẳng cần mất thời gian mấy năm liền có thể vấn đỉnh vu tổ, tương lai thậm chí tu thành thần vương cũng đều không thành vấn đề. Bà chính là bị Thương Thiên Đế Tôn bức tử. Cái chết của bà luôn khiến cho Diệp Phúc than oán, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hắc Thiên Ma Tôn nghiêm mặt nói, tiểu lão đệ, bất kể nói như thế nào, ở cùng với ngươi, lão tử mặc dù luôn gặp nguy hiểm, thế nhưng cuối cùng vẫn là chưa bỏ mạng, còn dựa vào ngươi thoát thân tìm đường sống. Cái phần ấn đức này lão Hắc ta ghi nhớ ở trong lòng. Chúng ta từ biệt tại đây, ta có một tấm thiên giới địa lý đồ, trong đó có vị trí của Ma Vương Cốc ta. Nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, Ma Vương Cốc ta lúc nào cũng sẽ hoan nghênh ngươi. Hắn tế khởi một trang thiên giới địa lý đồ lơ lửng trước mặt Diệp Phúc, lập tức liền xoay người rồi rời đi. Diệp Phúc cao giọng cười nói, đại Hắc Thiên, đa tạ ngươi đã chỉ bảo, sau này nếu như Ma Vương Cốc ngươi gặp đại nạn không thể tiếp tục sinh tồn, có thể đến nương nhờ ta, ta sẽ che chở cho các ngươi. Hắc Thiên Ma Tôn hơi chứng lại, lắc lắc đầu, miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Hắc Thiên Ma Tôn cũng là một hảo hán quang minh lỗi lạc. Diệp Húc nhìn theo gã rời đi, triển khai thiên giới địa lý đồ, cẩn thận quan sát, tìm vị trí mình đang đứng, trong lòng liền cả kinh. Chỗ này cư nhiên vẫn là địa giới của Tạo Hóa Môn. Ta từ Tạo Hóa Môn chạy đến Thất Thánh Thành, rồi lại từ Thất Thánh Thành chạy đến nơi đây, ước chừng cũng phải vượt qua cả mấy chục tỷ dặm, thật không ngờ rằng vẫn chưa ra khỏi phạm vi thống trị của Tạo Hóa Môn kia. Trong thiên giới địa lý đồ, Tạo Hóa Môn chỉ chiếm cứ một khoảng không lớn, ngoài Tạo Hóa Môn còn có thêm các môn phái cùng nhiều thế lực khổng lồ. Thậm chí trong tỷ vạn tinh không trên thiên giới còn có từng tòa kiến trúc khổng lồ giống như thiên cung. Với tu vi hiện nay của Diệp Phúc
triển khai lưu quang ấn nghe rằng cũng phải cả mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới có thể đi hết toàn bộ thiên giới. Thiên giới rộng lớn vô cùng, tấm bản đồ Hắc Thiên Ma Tôn đưa cho hắn chỉ là một góc của trung ương quân thiên thần giới, còn chưa được nổi 1%. Ngoài trung ương quân thiên thần giới còn có bát đại thiên giới khác, chỉ cần một thiên giới cũng rộng lớn hơn cả 3.000 thế giới gộp lại. Thống trị cửu thiên thập địa tam thiên thế giới, trở thành thiên đế của những giới này, thật khiến cho người ta sục sôi nhiệt huyết. Thật khó trách có nhiều thần vương đế quân phấn đấu quên mình tranh đoạt đế vị. Diệp Húc lẩm bẩm nói: ta tiến vào thiên giới chưa quen với cuộc sống ở nơi đây, chỉ có Ứng sư huynh, Tinh đế, Ma hoàng cùng với Hạng tông chủ, bốn vị cố nhân này, không biết hiện giờ bọn họ rốt cuộc đang ở nơi nào rồi. Lại nói, bích lũy giữa thiên giới cùng 3.000 thế giới hoàn toàn không kiên cố như người ta thường nghĩ. Chỉ cần dưới hạ giới có người gọi tên Diệp Húc, hắn lập tức liền cảm nhận được phân thân mà trở về. Nhưng ngư không trên thiên giới lại vô cùng chắc chắn, chỉ có đẳng cấp đỉnh cao như Thánh Hoàng, như Tào Khê Tông mới có thể đánh phá hư không. Có điều, ngay cả là Tào Khê Tông cũng không thể dùng một tôn phân thân để phá vỡ hư không. Điều này e rằng chỉ Vu Tổ mới có thực lực như vậy. Do đó, mà khi hắn gọi tên đám người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng, bọn họ cho dù có thể cảm nhận được, nhưng cũng không cách nào phái phân thân đến. Các thế lực lớn trên thiên giới, ngoài Tạo Hóa Môn, còn có các đạo thống khác của thần vương để lại. Diệp Phúc cẩn thận quan sát thiên giới địa lý đồ, chỉ thấy bên cạnh Tạo Hóa Môn chính là Quân Thiên Thần Vương Phủ, hẳn là thiên triều do Thương Thiên Đế Tôn xây dựng, thiết lập tại cơ cấu thống trị cao của quân thiên thần giới. Rất nhiều vu tổ, thần vương, thậm chí là đế quân của quân thiên thần giới đều phải phục tùng sự thống trị của quân thiên thần vương phủ. Ngoài ra, còn có các cơ cấu như vũ thần điện, thiên kỵ doanh đều là những bộ phận lệ thuộc thiên triều. Thương thiên đế tôn không giống với các thiên đế khác. Vào thời kỳ thống trị của các thiên đế khác, kết cấu thiên giới có vẻ rời rạc. Thiên đế chỉ là người thống trị cao, thần vương đế quân của cửu thiên tương đương với chư hầu. Còn thương thiên đế tôn vì muốn nắm toàn bộ quyền kiểm soát cửu thiên thập địa tam thiên thế giới trong tay mà tập trung quyền lực cao độ, thiết lập lên một thiên triều to lớn uy nghiêm. Có điều hiện nay thương thiên đế tôn đã chết, thiên triều mà hắn tạo lập nên cũng bất bình không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cho dù là thiên hậu quân thiên thần vương phủ truyền ra ý chỉ, chư thiên thần vương cũng chỉ là nghe chứ không làm theo, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ngoài hệ thống thiên triều còn có các môn phái do các thiên giới đại lão sáng lập như Tạo Hóa Môn. Bên cạnh Tạo Hóa Môn có thần tổ Vương Đình, phía tây nam có Thái La Thiên Cung, sâu trong tinh không có các phái như La Thiên Thần Phủ, Tranh Hiên Thần Phủ, đa số đều do thần vương sáng lập. Trong thiên giới cư nhiên vẫn còn một thiên viên gia. Diệp Phúc sắc mặt cổ quái chú ý đến trong thiên giới địa đồ cư nhiên còn có một thiên viên thế gia. Thiên viên thế gia quả thật phát triển khắp nơi. Trong 3.000 thế giới, ngoài thế giới Vu Hoang có một thiên viên thế gia. Về cơ bản, mỗi một thế giới đều có sự tồn tại của hiên viên gia, khiến cho hắn không ngờ đến chính là trung ương quân thiên cư nhiên là cũng có. Hiên viên thiên đế có 3.000 phi tần, mỗi một thế giới trong 3.000 thế giới đều có những quốc gia do hắn tự thành lập, thay hắn thống trị 3.000 thế giới. Trong thiên giới tất nhiên cũng là không ngoại lệ. Vị thiên đế này thời gian thống trị dài, trong thời kỳ hắn thống trị, thiên địa nhân ba giới đều thái bình, gần như không có phản loạn lớn nào dám chống lại sự thống trị của hắn. Hiên viên thiên đế quả nhiên là rất được. Diệp Phúc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là vào lúc thông thiên lộ mở ra, hiên viên vô khuyết cũng theo rất nhiều thánh chủ tiến vào thiên giới. Sau lần đi này đã không còn thấy tin tức về y nữa. Có người nói y đã chết trong tay Vũ La lão tổ, cũng có tin đồn y phúc trạch thâm hậu đã tiến vào được thiên giới. Vô khuyết công, nếu như người chưa chết, nói không chừng ta sẽ gặp được y trên thiên giới này. Diệp Phúc tinh tế cảm nhận khí tức của thế giới chia căn, ánh mắt chớp động, đầu tiên dừng trên Vũ Thần Điện. Cách hắn gần đó chính là Vũ Thần Điện. Năm đó, chính Vũ La lão tổ đã một tay nhổ kiến mộc lên, thu vào bên trong Vũ Thần Điện. Thật đáng tiếc, cao thủ trong Vũ Thần Điện nhiều, tuần tiên sử không dưới mấy vạn. Trong số đó, không thiếu những cường nhân cấp thánh hoàng, còn Vũ La lão tổ là thần vương cấp bậc vu tổ. Với thực lực hiện tại của ta, căn bản không có cách nào mà xông vào Vũ Thần Điện đoạt lấy kiến mộc được. Diệp Húc thầm thở dài, tiếp tục cẩn thận cảm nhận những luồng khí tức khác của tàn phiến thế giới chia căn. Ngoài Vũ Thần Điện ra, cách hắn gần chính là Di La Ngọc Hư Cung, nằm trên dãy núi phía tây nam trong thiên giới địa lý đồ. Luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm, không hề thua kém so với Vũ Thần Điện. Sao, Di La Ngọc Hư Cung ư?
lẽ nào là đạo thống do Nguyên Thủy Thiên Vương để lại sao? Diệp Phúc trầm ngâm trong giây lát, lập tức đứng dậy đi về Tây Nam, thầm nghĩ: Di La Ngọc Hư Cung cũng là một môn phái lớn trong thiên giới, chi bằng gia nhập vào môn phái này, tùy cơ hành sự, đoạt lấy tàn phiến vậy. Diệp lão đệ, lão hắc còn một chuyện muốn nói cho ngươi. Bất luận ngươi lựa chọn môn phái nào, không bao giờ được chọn Di La Ngọc Hư Cung. Diệp Phúc đi chưa được bao lâu, liền thấy ma khí đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, hóa ra một hình dáng của Hắc Thiên Ma Tôn. Hắn cười nói: Di La Ngọc Hư Cung tuyệt đối không phải là một nơi tốt lành. Sao, ngươi đâu rồi? Cái tên tiểu tử này đi cũng quá nhanh thì phải. Hắc Thiên Ma Tôn nhìn ngó khắp nơi, không thấy tung tích của Diệp Phúc đâu cả, nâng tay gãi đám lông xù, thầm nói: Trong thiên giới thế lực lớn nhiều vô kể, hơn nữa Ngọc Hư Cung cách nơi này rất xa, hắn có lẽ sẽ không giữ quấy, lựa chọn cái nơi hiểm ác kia đấy chứ. Tỷ lệ này là vô cùng nhỏ, vô cùng nhỏ. Gã đột nhiên nhớ tới lai lịch của Di La Ngọc Hư Cung, không khỏi dùng mình một cái, thầm nói: Ngọc Hư Cung chính là môn phái do kẻ tồn tại cấm kỵ kia vì muốn tưởng nhớ Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương mà sáng lập ra. Mặc dù là một môn phái lớn, thế nhưng lại rơi vào tay của Thiên Hậu. Đến nay có lẽ đã là một nơi đầy thị phi rồi. Thường Thiên Đế Tôn đã chết, trên danh nghĩa là Thiên Hậu quản lý triều cương. Thế nhưng trên thực tế không biết có bao nhiêu người đang nhòm ngó cái ngôi vị này, chầu trực lấy mạng của Thiên Hậu. Tổ chim bị phá thì trứng liệu có còn nguyên vẹn không đây? Hắn hoàn toàn không ngờ đến rằng nơi Diệp Phúc muốn đến lại chính là Di La Ngọc Hư Cung. Hơn một tháng sau, Diệp Phúc cuối cùng cũng đến được Di La Ngọc Hư Cung. Chỉ thấy Di La Ngọc Hư Cung đứng cao sừng sững trong hư không, tọa lạc trên một đóa liên hoa màu tím khổng lồ. Đóa tử sắc đại liên này giống như được đúc ra từ tử ngọc vậy, hiện lên rõ rệt trên hư không thiên giới, mà Di La Thiên Ngọc Hư Cung lại được xây dựng bên trong đóa hoa này, với một chiếc thang trời bắc lên Ngọc Hư Cung. Một đóa hoa một thế giới, đích thực là một đóa hoa một thế giới mà. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi tâm trì thần vãng. Loại thủ pháp này đem đóa hoa khắc lên hư không thiên giới, mở ra cả một thế giới, quả thật giống như sự tồn tại của một thần vương. Không hổ là đạo thống của Di La Thiên Nguyên Thủy Thần Vương, thiên đế đầu tiên lưu lại. Đóa đại liên này cùng Di La Ngọc Hư Cung giống hệt như ta từng nhìn thấy trong Ngọc Lâu. Không biết giữa hai thứ này có quan hệ gì không đây? Diệp Phúc khẽ nao nao, cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Mấy chục năm trước, hắn vẫn là tu vi đỉnh cao tam chân cảnh. Khi mở ra tầng thứ 3 của Ngọc Lâu, đã từng thấy hư ảnh của Di La Ngọc Hư Cung đạt được Di La Hỗn Thiên Nguyên Chân Kinh. Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh trong Ngọc Lâu giống hệt so với cảnh tượng trước mắt, không có chút khác biệt nào cả. Ở dưới thang trời, rất nhiều luồng khí tức vô hoàng phóng thẳng lên cao, nhốn nháo hối hả. Cũng phải có đến mấy nghìn vị vô hoàng đứng dưới chân thang trời, sôi nổi mà nghị luận. Diệp Phúc chăm chú lắng nghe, lại chính là Di La Ngọc Hư Cung mở cửa sân môn lựa chọn đệ tử, chỉ có vua hoàng mới đủ tư cách gia nhập Ngọc Hư Cung. Không hổ là đạo thống do thiên đế đầu tiên lưu lại, lựa chọn đệ tử cứ nhiên cũng phải chọn từ trong số vua hoàng. Lợi hại, lợi hại. Diệp Phúc tán thưởng không thôi. Trong số tất cả thiên đế, người mà hắn khâm phục nhất chính là Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, do đó mà tán thưởng không ngớt. Có điều Diệp Phúc không hề nghĩ đến, tòa Di La Ngọc Hư Cung này căn bản không phải là đạo thống của Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại, mà là do một kẻ tồn tại cấm kỵ sáng tạo ra nhằm tưởng niệm vị đại đế này. Bên trong thế giới hoa, Di La Ngọc Hư Cung, một vị thiếu phụ đầu đội mũ phượng ngồi trên bảo tọa. Chỉ thấy Ngọc Hư Cung gồm rất nhiều tầng bậc, tất cả đều im lặng không nói, sắc mặt nặng nề. Ngọc Hư Cung ta cứ 100 năm lại mở cửa sơn môn tuyển chọn Mỹ Ngọc Lương, nay ngày ấy lại đã đến rồi. Một vị vu tổ vẻ mặt sầu khổ thở dài mà nói: Từ khi người đó chết, Ngọc Hư Cung ta từng mở cửa sân môn 2 lần, không có một vu hoàng nào đồng ý gia nhập Ngọc Hư Cung cả. Trong Ngọc Hư Cung chỉ còn lại mấy người lão quỷ sống dở chết dở chúng ta, kéo dài hơi tàn. Đến nay Thường Thiên đã chết, thật không ngờ lại có nhiều người tranh giành nhau vào Ngọc Hư Cung ta, tất cả đều là một lũ bụng dạ khó lường. Một vị lão nhân khác liên tục ho khan, trong mắt hiện lên một ánh nhìn làm người ta phải khiếp sợ, sát khí tỏa ra bốn phía, điềm nhiên nói: Những người này chắc chắn đều là gian tế do những thần vương đế quân khác phái đến Ngọc Hư Cung ta nhằm giám sát Thiên Hậu Nương Nương. Chết chưa hết tội mà. Thiên Hậu Nương Nương, theo ta thấy, người sẽ thả giết nhầm còn hơn bỏ sót kìa. Một vị lão nhân hồng bào ha ha cười lớn nói:
Trần Thiên Công, lời này của ngươi sai rồi. Những người này chính là vì ngưỡng mộ Ngọc Khư Cung ta, trong số đó không thiếu Mỹ Ngọc Lương, cũng không chắc tất cả đều là gian tế. Ngươi nếu như giết hết đám người này thì cái vị trí của Thiên Hậu Nương Nương còn ý nghĩa gì nữa đây? Hả, không phải khiến người thiên hạ chỉ vào mặt Nương Nương mà mắng chửi hay sao đây? Tổ sư huynh, người muốn mắng Thiên Hậu e rằng chính là huynh kia. Trần Thiên Công vì lão nhân mặc hồng bào đối đáp không khoan nhượng, cao giọng nói: Thiên Hậu Nương Nương, Tổ Nhược Hải rõ ràng là gian tế của thế lực khác, muốn gây bất lợi cho Nương Nương, vẫn mong Nương Nương mình xét diệt trừ hậu hóa. Trần Thiên Công, người kéo bè kết phái, chèn ép người khác như vậy, mưu đồ gây rối là tội đáng trị tru diệt. Tổ Nhược Hải, lời này của ngươi sai rồi, một câu nói cũng lôi luôn cả ta vào mà mắng. Tịch Phong Đảo ta cùng Trần Thiên Công giao hữu không tồi, nhưng kéo bè kết phái, cách đó này có chút nặng lời rồi. Tịch lão quái, Tổ sư huynh còn chưa chỉ mặt gọi tên, ngươi tự mình nhảy vào, rõ ràng là có tật giật mình, không đánh đã khai rồi kìa. Trong Ngọc Hư Cung, mùi thuốc súng càng ngày càng nồng, chỉ thấy đám người trong Ngọc Hư Cung phân thành hai phe ba cánh, đả kích lẫn nhau, chỉ trích đối phương ầm ĩ đến mức không thể can ngăn. Chư công, tiên đế vừa mới qua đời, các ngươi liền muốn làm khó một quả phụ hay sao? Thiếu phụ ngồi trên bảo tọa, mang phong thái mẫu nghi thiên hạ, nhẹ nhàng lắc đầu, cười lạnh mà nói: Những người này, bất kể là gian thần do các thần vương đế quân phái đến giám sát, Ngọc Hư Cung ta đều sẽ thu nhận. Nếu không giết hết cả đám này, bọn chúng sẽ lại phải đến đám khác, không chịu chấm dứt đâu. Trần Thiên Công, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, không được phép có sai sót gì. Đám người Ngọc Hư Cung đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì. Thiên Hậu đứng dậy, quan sát mọi người, cười lạnh một tiếng. Lòng biết rõ trong số những nguyên lão của Ngọc Hư Cung không thiếu những kẻ hài lòng. Có kẻ có dã tâm vấn đỉnh đế vị, có kẻ lại ủng hộ thần vương đế quân khác. Lúc này mới không phong khinh vân đạm lên tiếng nói: Chư công, Thương Thiên Đế Tôn là Thương Thiên Đế Tôn, bản cung là bản cung. Thương Thiên Đế Tôn tuy rằng đã chết, thế nhưng bản cung cũng không phải là nữ nhân dễ chọc vào. Các ngươi nếu như biết an phận một chút thì sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu như không an phận, bản cung cũng không ngại giết gà dọa khỉ đâu. Rất nhiều nguyên lão của Ngọc Hư Cung khẽ rùng mình. Vị thiên hậu này thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, thế nhưng lại là một nữ nhân vô cùng lợi hại. Nghe đồn cái chết của kẻ tồn tại cấm kỵ kia cũng có liên quan đến nàng. Thương Thiên Đế Tôn có thể thống trị cửu thiên thập địa, tam thiên thế giới cũng là có một phần công lao phò trợ của nàng. Các ngươi nếu như biết an phận, tương lai thiên địa này nhất định sẽ cải huyền dịch xí, thay đổi triều đại. Nói không chừng các ngươi sẽ là nguyên lão lưỡng triều, trợ giúp thiên đế. Nhưng nếu như tâm mang quỷ thai, e rằng sau này sẽ chết không có chỗ chôn thân. Thân hình của thiên hậu càng lúc càng mờ nhạt, hòa dần vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì ngồi trên bảo tọa lúc nãy chỉ là một bộ phân thân của nàng, giờ phút này phân thân được triệu hồi tự khắc sẽ biến mất. Còn về chân thân của nàng rút cuộc là đang ở nơi nào thì thật không ai biết được. Tịch Phong Đào khẽ nhíu mày cười nói: Trần sư huynh, người lấy Vu Hoàng sách ra xem thật kỹ lưỡng trong đám người này, chẳng lẽ thật sự đều là gian tế, không có một ai thân thế trong sạch hay sao? Trần Thiên Công đột nhiên tế khởi một cuốn tạp tranh, rầm rầm triển khai. Trong Vu Hoàng sách, kim quang như bộc chiếu xuống phía dưới, soi hết đám người đang đứng ở dưới thang trời một lượt. Chỉ thấy trong tập tranh, từng bóng người lờ mờ xuất hiện, la lịch mỗi một người đều hiện lên trên trong trang sách vô cùng tường tận. Người này chính là thân tín của thần vương Tạo Hóa Môn, còn người này là đệ tử Thiên Kỵ Doanh, còn có người của thần tổ Vương Đình, Thanh Thiên Thần Phú. Thậm chí ngay cả Vũ Thần Điện, Vũ Thánh Điện cũng sẽ phái người đến. Trần Thiên Công khẽ lắc đầu, thở dài nói: Những đại lão thiên giới này làm cũng hơi quá rồi. Trong số mấy nghìn người, cư nhiên có đại lão một lần phải đến cả hơn chục tên gian tế. Nhiều thì mười mấy, ít cũng phải năm bảy người. Ngoài trung ương quân thiên ta, các đại lão thiên giới khác cũng không nhẫn nại nổi, thậm chí còn có mấy vị thần trà trộn vào. Trong mấy nghìn người, chỉ còn chưa đến trăm tên Vu Hoàng là thân thế thanh bạch. Đám người còn lại không ngờ đều là gian tế bọn chúng phái đến, khó trách làm thiên hậu tức giận. Đột nhiên sắc mặt của y kịch biến, trong chớp mắt trở nên trắng bạch. Nhìn chằm chằm vào Vu Hoàng sách, chỉ thấy trên Vu Hoàng sách xuất hiện thân ảnh của Diệp Húc, mặt mũi hiện ra rõ ràng. Trần sư huynh, huynh làm sao vậy? Chấp pháp trưởng lão Tịch Phong Đào ghé mắt nhìn vào, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, thất thanh nói: Hắn trở về rồi, làm sao có thể?
Các nguyên lão trong Ngọc Hư Cung đều đứng hết dậy, cúi đầu nhìn xuống, toàn bộ đều biến sắc, kinh ngạc, không nói lên lời. Tổ Nhược Hải sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng mà cười nói: không thể nào là hắn được, hắn đã thân tử đạo tiêu, tuyệt đối không thể quay về được. Đích thực như vậy, lục đạo đã vỡ thì không một ai có thể chuyển thế trùng sinh, hắn cũng tuyệt đối không thể sống đến kiếp thứ hai được. Hay, có lẽ chỉ là một người dung mạo giống hắn mà thôi, chúng ta không nên lo sợ không đâu. Các nguyên lão trong Ngọc Cuối Cung lần lượt thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khôi phục như thường. Diệp Húc nhìn giống hệt người mà bọn họ nói đến, đã dọa cho bọn họ khiếp sợ một phen, gây lên xôn xao, nhưng cũng rất nhanh chóng tâm trí lại bình tĩnh trở lại. Từ rất lâu trước đây, lục đạo tan vỡ, thế giới viễn cổ tiên nhân hủy diệt, tất cả quy tắc thiên địa của thế giới diễn sinh phức tạp, không một ai có thể sinh tồn mãi mãi. Từ xưa đến nay, không một ngày nào có thể trường sinh bất lão, thậm chí ngay cả cơ hội sống đến kiếp thứ hai cũng không có. Cho dù là người mạnh như thiên đế, thọ nguyên cũng không thể vượt qua 60 vạn năm. Cũng chưa từng nghe nói đến có một vị tồn tại nào có thể chuyển thế trùng sinh. Người này họ Diệp, tên Húc, tự là Thiếu Bảo. Trên Vu Hoàng Sách chỉ có họ tên hắn, không hề có lai lịch của người này. Rất khả nghi. Trần Thiên Công quan sát bức chân dung Diệp Húc nhiều lần, cao mày mà nói: nhưng phàm là Vu Hoàng Thiên Giới, bởi vì hấp thu khí vận thiên giới nên đều sẽ không thoát khỏi giám sát của Vu Hoàng Sách này. Lai lịch của tên này không có trong Vu Hoàng Sách, e rằng người phái hắn đến là một vị vô cùng giỏi giang, có thể nghịch thiên cải mệnh, nghịch chuyển thiên cơ, khiến chúng ta không có cách nào thôi diễn ra lai lịch của hắn. Cũng không biết người đứng sau lưng hắn rốt cuộc là ai. Một vị nguyên lão Ngọc Cư Cung trầm ngâm nói: người này âm hiểm đến cùng cực, cư nhiên phái một tên vô hoàng trẻ tuổi giống hệt kẻ tồn tại cấm kỵ kia đến. Thiên hậu nếu như gặp tên họ Diệp này, chắc chắn sẽ náo loạn thần trí, đến lúc đó nếu bị người đánh lén thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chủ công, tên này nên xử lý ra sao đây? Tịch Phong Đào ánh mắt chớp động, không biết có dụng ý gì, hắn cười nói: nếu như giết tên thiếu niên họ Diệp này thì người phái hắn đến chắc chắn sẽ lại là một kẻ khác đến. Ngọc Cư Cung ta nay đã là tiêu điểm của thiên hạ, gian tế đã đủ nhiều rồi, thêm hắn cũng không nhiều lên, thiếu hắn cũng không ít đi. Cứ để cho hắn tiến vào đã, có Ngọc Cư Cung ta quản giám, bất kỳ kẻ nào đều đừng mơ tưởng gây lên sóng to gió lớn ở nơi đây. Một lúc sau, sơn môn Ngọc Cư Cung thình lình mở rộng, chỉ nghe một giọng nói già nua từ trong vọng ra: chư vị thiếu niên tuấn kiệt, tiến vào trong hết đi. Lập tức rất nhiều vu hoàng xông thẳng lên trời, bay về phía Ngọc Cư Cung. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 171 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây, và cũng là tập mà duy nhất của ngày hôm nay, của buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp quý vị ở tập 172 vào ngày mai.